Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, mình giới thiệu đến mọi người một cái dự án để khai thác miễn phí cái đồng token DAY-SUN này nhé. Thì đây là một cái kèo cực kỳ hot mà anh em không nên bỏ qua. Nó giống như là cái kèo khai thác KGT hoặc là SHIB-M của cái sàn Kugu-X ấy. Thì với cái dự án này ấy, thì hàng ngày thì mọi người sẽ vào claim là 100 triệu cái đồng token DAY-SUN. Thì ở cái dự án này, cái điều đặc biệt của nó là đây là một cái dự án cộng đồng đó, thì nó không bị bó buộc bởi một cái cá nhân hay tổ chức nào cả. Thì với sự phát triển của nó ấy, thì nó sẽ dựa vào cái sự phát triển của cộng đồng. Cho nên là ở cái dự án này ấy, thì mọi người chia sẻ càng nhiều thì cái dự án nó càng phát triển mạnh nhé. Và với những cái dự án của cộng đồng như này thì gần như là nó không bao giờ là scam hay là nó bị sập gì cả. Vì cái dự án này sau này thì nó sẽ được list ở trên cái sàn Kugu-X và một cái sàn và một số những cái sàn khác nữa. Hàng ngày thì mọi người chỉ cần vào claim để nhận cái đồng token DAY-SUN này về, và sau này thì nó sẽ được nó còn có thêm những cái tính năng như stake này hay là DAY-SUN sổ số này, giống như sàn Kugu-X ấy. Thì với những ai đã từng tham gia sàn Kugu-X rồi, đã khai thác những cái đồng KGT rồi, thì mọi người hẳn là biết là cũng đã gặt hái được khá nhiều những cái thành công từ cái sàn đó. Và hiện nay thì cái sàn DAY-SUN này cũng vậy. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khai thác cũng như đăng ký một cái tài khoản ở cái sàn DAY-SUN này. Đó, thì trước tiên thì mọi người tham khảo qua về cái thông tin của cái dự án này. Ở đây thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho mọi người xem. Đó, thì cái phần trên là phần giới thiệu rồi. Mọi người có thời gian thì mọi người sẽ nghiên cứu thêm cho mình nhé. Thì ở dưới này thì ở đây thì về cái hệ sinh thái của nó thì nó có thị trường NFT này, GameFi này, rồi DAY-SUN DeFi này, quỹ DAY-SUN DAO này. Đó. Rồi về dự án này, như mọi người thấy thì cái DAY-SUN này thì nó được xây dựng ở trên cái chuỗi PSC. Thì nó đã bắt đầu ra đời từ đầu tháng 4, tức là nó mới chỉ ra mắt thôi nhá. Với số lượng phát hành là 1.000 tỷ. Đó, thì mọi người hiểu tại sao là nó lại nhiều như vậy. Thì tí nữa phần cuối thì mọi người sẽ hiểu rõ. Thì chính vì nó cái tổng cung của nó nhiều như vậy thì nó mới cho mọi người hàng ngày là claim là 100 triệu cái đồng token DAY-SUN này nhé. Thì với cái dự án này thì nó có rep 2 tầng. Thì tầng thứ nhất thì mọi người sẽ nhận được là 20%, tầng thứ hai là sẽ nhận được là 5%. Đó, thì đây là cái hợp đồng contract PSC của nó. Mọi người cũng có thể là copy cái hợp đồng này nhé. Rồi, thì ở đây cái mã giảm phát là 20% này, tổng pool là 20% này, 10% cho tổ chức và 50% cho khai thác. Đó, thì nhóm DAY-SUN này là một tổ chức DAO phi tập trung được thành lập một cách tự nhiên bởi những người đam mê blockchain nhé. Đó, ngoài ra thì ở đây nó có cái roadmap của nó. Thì mùng 1 tháng 4 là bắt đầu nó sẽ ra mắt này. Mùng 2 tháng 4 nó đã ra cái hợp đồng, và đây là cái bước mùng 3 tháng 4 là nó sẽ bắt đầu cho airdrop. Tức là nó đã bắt đầu cho mọi người airdrop từ ngày hôm qua rồi. Đó, về giai đoạn 2 thì sau này nó sẽ ra tiếp những cái ấy, những cái tiếp theo của nó để nó phát triển cái dự án này. Và hiện nay thì trên Twitter của nó cũng đã có 10.000 người theo dõi, Telegram cũng có hơn 5.000 người rồi. Đó, ở đây thì nó có LP đột nhập và lỗ đen, thì cái này mình chưa hiểu lắm này. Ra mắt sổ số không mất tiền nhé. Đó, giống như là trên chơi sổ số trên Kugu-X này. Và hiện nay thì cũng đã có hơn 10.000 người nắm giữ rồi. Đó, thì đây là một cái dự án khá là ngon nhé. Với cái dự án này ấy, thì nó cho mọi người là claim miễn phí cái đồng token này. Nó không như những cái dự án khác là nó cho chúng ta airdrop những cái token của nó, và sau này và khi mà nó list sàn thì nó bắt chúng ta phải nạp tiền để mở khóa hoặc là phải mua IDO của nó. Nhưng với dự án này là sau khi chúng ta claim ấy, mà khi mà nó đã lên sàn rồi thì chúng ta sẽ dùng chính những cái token mà chúng ta claim được để chúng ta chơi sổ số hoặc staking để nhận thêm cái đồng DAY-SUN này nhá. Rồi, ok, thì chi tiết để airdrop được cái dự án này ấy, thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả cho mình. Thì ở đây nó sẽ ra một cái giao diện website như này nhé. Mọi người sẽ bấm vào đây để copy cái đường link này cho mình.
Mọi người bấm chọn copy này, chọn chọn vào tệp hai quyển vở nhé. Rồi, sau đó thì mọi người có thể vào ví chớt hoặc ví MetaMask. Nhưng hiện nay thì do số lượng người đăng ký đang rất là đông và cái ví chớt hiện nay nó đang bị lỗi, nó chưa thể là làm được trên ví chớt, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm ở trên ví MetaMask. Ở đây thì mọi người sẽ mở ví MetaMask lên. Rồi, ở trên ví MetaMask này thì mọi người sẽ bấm vào dòng trên cùng để chuyển đổi sang cái mạng PSC Smart Chain này nhé. Đó, nếu như ai chưa chuyển đổi thì mọi người lưu ý này. Mọi người sẽ chuyển đổi sang cái mạng PSC Smart Chain này. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục trình duyệt này cho mình nhé. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái dòng thanh địa chỉ này hoặc là bấm vào đây cũng được. Đó, bấm vào cái thanh địa chỉ ở đây. Rồi mọi người sẽ xóa cái địa chỉ cũ của nó đi và mọi người sẽ dán cái đường link mà mọi người vừa copy vào nhé. Sau đó bấm chọn ở dưới bàn phím này. Đó, cái mũi tên dưới bàn phím ấy. Rồi, thì nó sẽ đưa mọi người đến cái trang web của Decentral. Và ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào Collect Wallet này để kết nối ví. Rồi, sau đó bấm chọn kết nối. Tiếp tục thì mọi người bấm chọn vào chữ ký này cho mình. Rồi sau đó mọi người chờ khoảng vài giây thì nó sẽ xuất hiện lên cái chữ claim airdrop này. Mọi người bấm chọn vào claim nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo lên. Đó thì ở đây thì nó sẽ xuất hiện những cái thông số này. Đó. Đó. Toàn bộ những cái thông số của ấy nhé. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái chữ clock, tức là hàng ngày mọi người để ý này. Ngày đầu tiên thì mọi người sẽ nhận 100 triệu Desan, ngày thứ 2 trở đi thì mỗi một ngày mọi người sẽ được cộng thêm là 1 triệu nữa nhé. Ngày thứ 2 là 101 triệu, 102, 103 và cho đến ngày thứ 30 thì mọi người sẽ nhận tổng cộng được là 129 triệu cái đồng Desan này. Đó. Và mọi người lưu ý là cứ sau 24 giờ mọi người sẽ phải vào claim nhé. Và mọi người lưu ý này. Ngày nào mọi người cũng sẽ phải vào claim để nhận cái token Desan này nhé. Nếu như mọi người bỏ qua một ngày thì mọi người sẽ phải quay trở lại mốc ban đầu là 100 triệu. Cho nên là mọi người bỏ quên ngày nào thì sẽ mất cái Desan ngày đó. Thì ở đây mọi người bấm chọn vào clock cho mình. Rồi sau đó thì sẽ xác minh captcha này. Mọi người sẽ kéo thanh trượt. Rồi ok. Thì như vậy là mọi người đã nhận thành công là 100 triệu cái đồng Desan này nhé. Bấm chọn I got it hoặc dấu X để tắt đi. Rồi thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái đồng hồ chạy. Thì mọi người lưu ý nhé. Sau khi đồng hồ này về 00 thì mọi người sẽ tiếp tục sang ngày thứ 2. Mọi người bấm chọn claim để nhận thêm được 1 triệu nữa là tổng là 101 triệu cái đồng Desan này. Đó. Thì số token mọi người nhận được sẽ xuất hiện ở đây. Đó. Từ ở dòng dưới này thì đây là cái số token mà mọi người sẽ nhận được do mọi người tuyển rep nhé. Đấy thì mọi người phát triển càng nhiều thì sau này cái dự án nó phát triển càng lớn mạnh thì cái đồng Desan này nó càng có giá trị. Đó thì đây là một cái kèo cực kỳ ngon và cực kỳ hot nhưng mà lại hoàn toàn free. Nên là mọi người đừng bỏ qua những cái kèo này, hãy đăng ký và chia sẻ cho thật nhiều người biết đến về cái dự án này. Một cái dự án của cộng đồng để giúp cho cái dự án nó phát triển mạnh mẽ nhé. Và khi dự án phát triển mạnh mẽ thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lợi nhuận đến từ cái dự án này. Rồi. Để lấy được cái đường link chia sẻ thì mọi người bấm vào đây để copy cái đường link chia sẻ và copy cái mã mời. Sau đó thì chia sẻ cho mọi người và hướng dẫn mọi người cái cách để làm airdrop cái dự án này. Đó, thì một cái kèo cực kỳ ngon nhá, anh em không nên bỏ qua. Và thật sự là nếu ai bỏ qua cái kèo này thì quả là đáng tiếc luôn. Ok mọi người, như vậy thì mình đã chia sẻ xong đến mọi người một cái dự án vô cùng hot. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. À còn một điều nữa thì mình lưu ý là nếu mà mọi người muốn ghim lại cái trang web này đó để sau này mà mọi người khi vào ví MetaMask mọi người không phải nhập lại cái địa chỉ của nó nữa ấy, thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái dấu ba gạch này cho mình nhé. Đó, dấu ba gạch ở dưới cái trình duyệt này này. Rồi sau đó mọi người bấm chọn vào thêm vào mục ưa thích. Đó. Ok chưa? Sau đó bấm chọn vào chữ thêm này cho mình. Rồi như vậy nó sẽ lưu lại cái trang web này. Và sau này khi mọi người mở cái ví MetaMask lên ấy, mọi người chỉ cần bấm vào cái hình ngôi nhà này.
Đó, sau đó mọi người bấm chọn sang cái mục Favorite thì nó sẽ xuất hiện cái ấy ở đây, thì mọi người chỉ việc bấm vào cái trang web của nó ở đây, thì mọi người sẽ chỉ việc bấm vào thôi. Đó thì mọi người sẽ không phải nhập lại từ đầu cái trang web của nó nữa nhé. Rồi, và mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người.